Dạ vâng, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn, một kênh chuyên các loại phụ kiện âm thanh hàng bãi, hàng tuyển chọn nhé. Và trong video ngày hôm nay thì bên em sẽ tiếp tục giới thiệu cho tất cả các bác đó là những mẫu ổ cắm và ổ cắm kiêm lọc nguồn. Đó, những sản phẩm như thế này người ta gọi là ổ cắm kiêm lọc nhé. Như thế nào gọi là kiêm lọc? Là những ổ cắm như thế này mình có thể cắm được ổ điện này, vừa nó có bộ lọc xử lý này nhé. Và trước khi vào video chi tiết những cái sản phẩm này thì các bác đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là theo dõi những video mới nhất em đăng lên mỗi ngày. Các bác nhấn like và chia sẻ video để nhiều khách hàng cùng biết tới em nhé. Rồi, và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết những cái sản phẩm này. Thứ nhất đó là những cái bộ ổ cắm này. Ổ cắm này thì nó có chiều dài 5m nhé, 5m. Và nó dây của nó thì rất là to, nó có một dây tiếp mát này, dây của nó là 2 chân. Và các bác lưu ý dùm em là trên này nó ghi Made in China, là dòng này là công ty của Nhật, nó đặt nhà máy sản xuất tại China nha các bác. Nó cũng hết sức là bình thường thôi, quan trọng là chất lượng của nó là đảm bảo theo tiêu chuẩn của Nhật nhá, tại vì nó xuất qua thị trường Nhật mà. Và tiếp theo đó là cái dòng ổ cắm này. Đây, trước hết hàng nhé, nay mới về. Đó, dòng ổ cắm này thì nó cũng sử dụng chân dẹp như thế này. Dòng này thì dây của nó ngắn thôi, dây nó 1m nha. Và nó cũng đề là Made in China. Đây, Made in China thì nó cũng giống như cái kia thôi, nó sản xuất tại China nhưng mà được là công ty tập đoàn của Nhật nó sản xuất nhé. Và hàng này là hàng bãi, hàng đã qua sử dụng nhưng còn rất là đẹp nha các bác. Trên mỗi công tắc của nó là nó có mỗi cái đèn báo như thế này. Đây, đó, khi mình sử dụng công tắc nào thì mình bật lên, còn mình không sử dụng mình tắt đi. Đó, mã của nó này 184E nhá. Mẫu này thì trước thì rất là hot nha, nay mới về lại đấy. Rồi, và bây giờ em sẽ đi qua cái sản phẩm là ổ cắm kiêm lọc nhé. Loại này thì bên em bán cực kỳ là nhiều rồi. Và đây là sản phẩm của chúng ta này, ổ cắm này. Và sản phẩm này là model mới nhất hiện nay nha các bác. Nó hiển thị volt và chỉ số ampere. Model của nó là PT1000 này, power supply nhé. Và thương hiệu của nó là Audio Wave. Dòng này thì nó sở hữu là 10 ổ cắm nha. 10 ổ cắm này, 2, 4, 6, 8, 10. Và 4 ổ cắm tiêu chuẩn quốc tế. À, em xin lỗi nhé, 4 ổ cắm tiêu chuẩn của Mỹ và 6 ổ cắm tiêu chuẩn quốc tế. Như thế nào gọi là tiêu chuẩn quốc tế và như thế nào gọi là tiêu chuẩn của Mỹ? Tiêu chuẩn quốc tế là nó sử dụng được là vừa chân dẹp vừa chân tròn, còn tiêu chuẩn của Mỹ thì nó sẽ sử dụng được chân dẹp, nó cắm nó sẽ chắc hơn nhé. Đây, và sản phẩm này nó có hai màu nha các bác, hai màu nhé, hai màu, một màu trắng và một màu đen. Em chắc còn tầm khoảng mười mấy cái nữa thôi, không có nhiều nhá. Trước thì em về tận gần 50 cái kìa, em bán hết rồi, còn một ít nữa thôi. Và đây là em giới thiệu cái loại này nữa, loại này thì nó rẻ hơn nhé. Đây, dòng này model của nó là PT60, nó không có đèn nha các bác, không có đèn. Mẫu này thì đó, đây, công suất là 15A 700V, Inmark 20. Và nó ít ổ cắm hơn, nó sử dụng 4 ổ cắm tiêu chuẩn quốc tế và 2 ổ cắm tiêu chuẩn của Mỹ nhé. Model của nó là PT60 này, PT60, nó cùng hãng với nhau nha các bác. Và đây là phần ruột gan bên em tháo ra nhé. Có rất là nhiều bác là bảo comment là bảo tháo ruột gan ra để cho tất cả các bác cùng thấy được cái nội thất bên trong. Thì em có tháo ra hai loại luôn. Thứ nhất là cái dòng PT60 này. Đây,
Nó sử dụng một cục lọc như thế này. Cái này là nguồn điện vào này. Nó sử dụng dòng dây dặn rất là chất lượng nha. Dây dặn rất là chất lượng. Bấm cốt hết nha. Này, chạy vào. Đó, và like là vào này. Có rất là nhiều bác là mua cái cục lọc này nhưng về là không biết đầu nào là đầu vào, đầu vào nào là đầu ra. Đó, thì em sẽ hướng dẫn các bác luôn. Like là vào, lao là ra. Đây, nó có ba chân như thế này này. Nhá, chỗ nó có ba chân như thế này thì nó sẽ vào một chân mát này và hai chân chính như thế này nhá. Ba chân như thế này là vào, còn hai chân như thế này là ra nhé. Đó. Và khi nó qua cái cục lọc này nó sẽ chạy qua cái sáu ổ cắm này. Nó bằng hệ thống dây dẫn này. Và trên này nó sử dụng những cái mối chì hàn của nó rất là chất lượng nha các bác. Đó, dòng PT60, đây là dòng PT60. Và giá của sản phẩm PT60 thì nó chỉ có 750 thôi nhá, 750 bao ship. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cái dòng PT1000 này. Đây nhá. Nó phức tạp hơn nhiều. Cấu tạo của nó tốt hơn rất là nhiều. Model của nó PT1000 này. Audio wise mặt đèn của nó nhá. Mặt đèn nó hiển thị đây, em sẽ quay này. Đó, nó hiển thị bóng đèn như vậy nhá. Và em sẽ quay. Dòng này thì nó không sử dụng cục lọc mà nó sử dụng mặt lọc nhé. Nó sử dụng mặt lọc 15 A, tương đương là công suất chịu tải của nó là tận 3000W đấy, rất là lớn nha các bác. Nên các bác cứ yên tâm sử dụng nhé. Đây, hệ thống dây dẫn rất là phức tạp nhé. Nó chạy bằng hai cái cuộn cảm ở bên trong. Tiếp theo là hai cái điện trở này, hai cái tủ nó. Và khi nó nguồn điện vào, nó đi qua cái mặt lọc này, nó sẽ lên cái ổ cắm nha. Dòng này thì em không có tháo rời ra được nhé, tại vì nó làm như vậy em không có tháo rời ra được, chỉ có tháo như vậy thôi. Mà tháo như vậy thì các bác cũng xem được cái nội thất bên trong rồi. Và đây, cái hệ thống dây dẫn của nó này. Đây, nó có hai con điện trở đây nhá, hai con điện trở nhỏ này đó, rồi đến hai cái tủ này, xong đến hai cái cuộn cảm ở bên trong. Và đây hai công tắc của nó này, khi mình xài công tắc nào thì mình bật lên nhé, công tắc một, công tắc hai, nguồn điện vào đó. Vậy thôi, vậy thôi nhé. Đó, em quay rõ chi tiết rồi. Và những sản phẩm như thế này thì bên em bán rất là nhiều và được tất cả khách hàng bên em đánh giá rất là ok, rất là chất lượng nhé. Các bác cứ yên tâm mua những sản phẩm này mà sử dụng. Những sản phẩm này thì được hãng nó thiết kế rất là chuẩn audio để cho tất cả bác sử dụng cho hệ thống audio của mình. Mình không rại gì mà mua những sản phẩm độ chế làm gì. Đó, những sản phẩm này thì hãng nó thiết kế rất là ok rồi. Các bác mua về, các bác chỉ việc cắm vào mình sử dụng thôi. Nó hạn chế tối đa được sự vo ve, sự nhiễu gây ra. Thì các bác chơi cũng đều biết là tầm quan trọng của nguồn điện vào, nó đóng một vai trò nó quan trọng như thế nào. Nó quyết định đến tuổi thọ, nó quyết định đến chất lượng âm thanh rất là nhiều nhá. Đó, nên các bác đừng đừng có các bác đừng bỏ qua những chiếc lọc nguồn như thế này nhá. Và bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo duy nhất của em là 0969 569 157 nhé. Và em xin báo giá lại nhé. Những chiếc ổ cắm như thế này, giá của nó là 170 ngàn. Nó đồng giá nhé. Đồng giá là 170 ngàn, ổ cắm vải Nhật. Và cái sản phẩm PT60 này giá của nó 750. Còn PT1000 này là 1 triệu 380 ngàn nhé. Giá thì bên em bao ship hết cho tất cả bác rồi. Rồi bác nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Chào bác, hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.